Xin chào các bác, quay trở lại với video clip tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Hiện tại thì các bác có thể nhìn thấy được là uh, em đang ở trong kho hàng của bên em và đã dọn ra được rất nhiều rất nhiều các dòng sản phẩm thanh lý giá rẻ. Ở bên này cũng có một lô đẩy giá rẻ luôn nhưng mà chắc là để một clip khác thì em lên thanh lý cho bác. Uh, toàn bộ là những cái dòng sản phẩm cực kỳ chất mà giá cực kỳ rẻ nha các bác nhá. Ngày hôm nay thì tiện thể đây em thanh lý cho bác một lô các sản phẩm luôn, từ cả đẩy lẫn loa các thứ nói chung là rất là nhiều hàng hóa thanh lý giá rẻ cho bác. Bác nào đang quan tâm và yêu thích bất kể một dòng sản phẩm nào thì phải sớm liên hệ ngay với bên em có nhá. Mở đầu video trong clip ngày hôm nay thì em đang có là uh, một uh, con uh, loa này, con loa này là con em không biết là dòng của hãng gì. Đây các bác nhìn thử qua, con này nó hơi cũ rồi, con này thì các bác làm loa nghe nhạc ở trong phòng ngủ em thấy là ok. Em mặt sau các bác nhá. Đây ấy mà sau của nó đây. Đây là cộng trừ âm dương của nó này. Đó. Các bác ơi, một dòng sản phẩm này em cũng không biết rõ tên tuổi của nó nhưng mà bác nào mà lấy con này thì em sẽ thả các bác chỉ có 300 000 thôi. Đấy, bác nào mà thích chơi dòng sản phẩm mà nghe nhạc thì có thể tham khảo nhá. 300 000 đồng đúng không ạ? Ok. Bên cạnh đó thì em có một đôi loa chép này, có một đôi loa chép của JPL, uh, uh, một đôi loa chép kèn. Con này là hàng thanh lý lại nha của khách nhé các bác nhá. Đấy thì em có một cặp thôi, còn một cặp đẹp như thế này bác nào mà lấy ngày hôm nay thì cũng để xả cho bác bác nào lấy thì xả cho bác hai con chép này thì tiếng nó hay cực kỳ luôn hay cực kỳ luôn em đảm bảo với bác không hay em không lấy tiền đâu được chưa à, một cặp chép như này bác nào mà lấy ngày hôm nay thì em sẽ xả rẻ cho bác chỉ có 500.000 thôi 500.000 đồng một cặp này thôi các bác nhá bác nào lấy thì sớm liên hệ ngay cho em đi đấy liên hệ ngay cho em sớm thì còn mà chậm tay thì không còn đâu nhá chép này sáng cực kỳ luôn các bác nào mà đang có bộ karaoke rồi loa có rồi mà đang bị thiếu tiếng chép thì chọn ngay một đôi này nhá một đôi này chép rất sáng và bay tiếng được chưa 500 000 đồng các bác nhá. Ở bên cạnh đây thì em đang có một đôi loa bốt 301 series 3 dòng bãi xịn của Mexico. Đấy, con này thì uh, phải nói thực sự với bác là đẹp. Phải nói thật là đẹp, vừa đẹp về hình thức đến lẫn chất âm luôn. Con này thì tất cả bát chép đều là bát xanh, chép xanh quân đội và toàn bộ là có dây cuốn một lõi hết các bác nhá. Đây các bác xem này, đều sử dụng dây cuốn một lõi 100% đối với các dòng sản phẩm hàng chuẩn chính hãng bãi như thế này thì hiện tại bây giờ bên em đang để giá quá rẻ rồi quá quá rẻ trên thị trường rồi các bác mua trên thị trường bây giờ giá nó toàn tầm khoảng năm bảy triệu một con thôi nhưng mà bên em nhá nói nhỏ cho các bác một cặp cuối cùng cho các bác giá chỉ 3 triệu 500 trăm nghìn đồng thôi đảm bảo với các bác là rẻ nhất trên thị trường mà các bác mua những dòng sản phẩm này thì thoải mái yên tâm luôn được chưa đó và ở đây thì những cái dòng sản phẩm đều chép xanh quân đội đấy các bác nhá chép toàn bộ xanh quân đội nó vẫn còn hơi bẩn một tí nhưng mà có lẽ khi các bác mua thì bên em sẽ uh, cọ rửa sạch sẽ đi cho các bác nhá các bác này bát cũng xanh quân đội nhỉ, bát màu xanh quân đội chuẩn luôn được chưa ok chưa ạ đấy một đôi của nó đây các bác bát chép xanh quân đội nhìn trông rất sang và chất luôn các bác nhá đó các bác này gần như các thứ này còn zin nguyên bản 100% nhá. Cam kết nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán các bác thấy ok không ạ? Thoải mái luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha các bác nhá. Đấy, chơi những cái dòng sản phẩm này thì rất là ngon, rất là hay. Quá vừa ghép karaoke được mà nghe nhạc cũng rất thoải mái, âm ly đẩy đều chơi được hết các bác nhá. 3 triệu rưỡi. Các bác nào đang quan tâm yêu thích dòng sản phẩm bốt thì phải lớn liên hệ ngay cho em được không ạ? Ok, bên cạnh bên dưới đây. À, xả thêm cho bác là một cục đẩy này. Em có cục đẩy à của JD thì phải cục đẩy này một cục đẩy bãi bác nào lấy trong ngày hôm nay thì em cũng để giá rẻ cho các bác cục đẩy một cục đẩy bãi đây các bác đó đây là mặt của nó nha các bác vâng con này hai kênh Đấy, con, hai kênh công suất nó loanh quanh tầm 500 trăm một kênh các bác chơi âm thanh mà bỏ qua những dòng đẩy như này dòng này thì nó rất là rất là nhỏ gọn thôi nó rất là nhỏ gọn nhưng công suất lên tới 500 trăm một kênh các bác ơi ngày hôm nay thì bác nào lấy một con đẩy của JD này nhá em xả rẻ cho bác xả rẻ cho bác là hai triệu ba trăm nghìn hai triệu ba Đấy, hơn 2 triệu bảo một con đẩy đẹp long lành như này vẫn chạy ok này đó con này em đã test ngon lành rồi Ghim ở đây rồi bác nhá đấy hai triệu ba trăm nghìn đồng thôi rất là rẻ đây các bác nhá đó đây là mặt sau của nó đây vẫn còn tem này các bác vẫn còn tem mát đó đầy đủ nhá bác nào mà lấy dòng sản phẩm này phải sớm liên hệ ngay với em được chưa hai triệu ba trăm nghìn đồng đấy bên cạnh đây các bác nào lấy con đẩy này em còn một con đẩy nữa con này đẩy này sẽ đẩy của Guda các bác nhé. một con đẩy của Goda bác nào lấy con đẩy này thì em cũng xả rẻ cho bác luôn một con đẩy của Goda 2800 con này chắc loanh quanh 800 trăm một cây và uh, hai hai cây nhá các bác nhá con này thì đã mất núm này rồi nhưng mà bác nào cần thiết thì em có thể thiết kế cho một cái núm ở đây được Goda bác nào mà lấy con Goda này thì giá của nó sẽ đắt hơn một chút hai triệu bảy trăm nghìn con này thì nguồn xuyến đồng các bác nhá dụng nguồn xuyến đồng đó đẩy Goda hai triệu bảy trăm nghìn đồng các bác nhá đẩy Goda con này thì chơi ngon, 800W một kênh mà các bác, nguồn xuyến đồng xịn luôn. Được chưa ạ? Nguồn xuyến đồng xịn luôn các bác nhá. 800W một kênh. À, 2 triệu 700 000 đồng Anh em là thích chốt luôn ừ. nhá. Ok. Vâng và tiếp theo đây thì ở bên kia. Bên kia thì em cũng có một đôi loa uh, puner. Đấy, em để con này ra đây này một chút. Được chưa Đấy, em bên này em có một đôi loa Puner này. Tí nữa con này để đây tí nữa em cũng sẽ thanh lý cho bác luôn nhá. này để đây. Đấy, các bác ơi, Bên cạnh đó em có một đôi loa Puno Dòng Puno F750 Con Puno F750 này thì hiện tại giá đang rất, rất tốt các bác Con Puno F750 này hiện tại giá bên bên cửa hàng em rất là tốt rồi Các bác nào đang muốn chơi những cái dòng F750 này hiện tại bây giờ giá cũng đang rất là mềm các bác nhá Những cái dòng F1000Q thì giá nó sẽ cao hơn một chút Còn F750 thì hiện tại bên em cũng đang để giá rất tốt cho bác Chỉ 3 triệu 3 triệu 300 nghìn thôi 3 triệu 3 thôi một cặp nha các bác nhá, những cặp đẹp như Pioneer này thì các bác nhìn thấy được này. Đó và gân của nó toàn bộ là gân vải tầm dầu hết này Là một này Hai chép giấy này Được chưa Một trung âm này Trung âm với cả các cái dòng trung âm này Thì toàn bộ gân của nó đấy các bác Toàn bộ gân cao su đàn hồi rất cao Đấy, dòng này thì nghe nhạc hay hát karaoke thì thoải mái và tuyệt vời luôn các bác nhá. Đảm bảo với bác là nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Các bác về kiểm tra nhận hàng kiểm tra test âm thanh ngon lành mới phải thanh toán tiền được chưa Test âm thanh ngon lành mới phải thanh toán tiền. Những cái dòng sản phẩm như thế này thì bát của nó đánh rất là mềm tiếng luôn và tiếng lời chép của dòng này thì rất là sáng và bay tiếng. Thành ra là khi các bác nghe nhạc cũng hay mà hát karaoke cũng sướng các bác nhá. Giá lại đang rất là mềm có 3 triệu 300 nghìn đồng thôi. Các bác ạ. Đấy, một bát 30, một trung âm và hai tiếp giấy. Đấy các bác nhá. À, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc thoải mái các bác ghép âm ly cũng được, các bác ghép đẩy vang mic cũng ok luôn. Không vấn đề gì cả. Giá lại đang quá rẻ rồi, quá hời cho bác nào đang muốn chơi rồi. 3 triệu 300 000 đồng các bác nhá. Rất là rẻ được chưa Ok. Đấy, chốt nhanh thì liên hệ sớm cho em qua số điện thoại em để trên màn hình các bác nhá. Và bên dưới này em cũng có một dòng sản phẩm một con loa bãi. Đây con này cũng thanh lý luôn cho bác nhá. À, SXX7 các bác đó, đây mặt sau của nó đây Con này đúng hàng của uh, Con này không biết hàng của nước nào À, con này hàng của Đài Loan này Made in Taiwan này các bác nhá Con này thì Music Power là 65W Trở kháng 8, 6 ohm Đó, hàng của Đài Loan, Made in Đài Loan Made in Taiwan, đúng không ạ Và dòng sản phẩm này thì bác nào lấy làm loa Chắc là làm loa nghe nhạc ở trong phòng ngủ thôi Con này bác nào lấy thì cũng để cho bác giá rẻ thôi Đấy, 450 450 bao ship Bác nào lấy thì thích thì để cho bác Đấy, 400 thôi, để cho bác 400 thôi, bao ship nhá. Anh em nào thích chơi thì bảo em được chưa Đó, và bên cạnh đây em đang còn những cặp loa RCF đây. Những cặp loa RCF đợt này về số lượng không nhiều, không có nhiều hàng đâu. RCF hàng đẹp, tuyển như này thì các bác trước biết là trước thì em về rất nhiều các cái dòng mẫu loa RCF này, nhưng mà hiện nay thì đối với những cặp loa RCF này thì hiện nay bây giờ rất là ít hàng. Rất là ít hàng luôn, bởi vì độ hiếm cũng như độ đẹp của dòng sản phẩm này Cứ về đợt nào là hết đợt đấy các bác nhá Một con loa RCF như thế này thì bác nào mà lấy nhá thì báo cho em RCF mặt phẳng như này bác nào lấy thì giá loanh quanh chỉ có 3 triệu chín thôi 3 triệu chín một cặp thôi em vẫn để giá tốt cho bác tuy là hàng về khó nhưng mà em vẫn để giá tốt cho bác 3 triệu chín trăm nghìn một cặp các bác nhé đó dòng sản phẩm này nói chung là rất là đẹp đây bên cạnh đây uh, RCF uh, Sao Pro các bác nhé thùng thùng vách nó rất là đẹp RCF Sao Pro à, 3 triệu 900 nghìn Con này thì là một tép Bác nào mà chưa biết là một tép kèn này Dòng này là chép tép kèn 450 một bát 30 Côn 76 Từ 170 Đối với dòng sản phẩm này thì bác nào à, đang muốn tham khảo mẫu sản phẩm này Thì phải sớm liên hệ ngay với bên em Bởi vì sao? Bởi vì đây là một trong những cặp cuối cùng Em có một cặp thôi có mũ một cặp thôi Thế nên là anh em và các bác nào đang muốn chơi thì phải sớm liên hệ Dòng này thì tiếp của nó rất là sáng tiếng nhá Tiếng bát thì cực kì là dày và sâu Tiếng bát rất là dày và sâu luôn Đặc biệt dòng này tiếng bát nổ như bom các bác thì bát nổ mạnh lắm nghe phê lắm để mà nói thì đối với những dòng sản phẩm này thì em đánh giá rất cao về từ ngoại thất nội thất cho từ chất âm chất âm đẹp vô cùng các bác ạ chất âm đẹp vô cùng đẹp luôn bởi vì sao bởi vì em thấy là dòng này này đánh sự kiện nhiều lắm những dòng sản phẩm đánh sự kiện nhiều lắm thành ra là kể cả trong các gia đình vip người ta mới chơi dòng rcf của italy bãi các bác nhá bãi italy Đấy, con này thì anh em chơi thì rất là ngon rồi đúng không ạ em có một cặp thôi anh em là chốt nhanh thì còn cặp cuối cùng nha các bác nhá vâng và bên cạnh đây thì em còn một cặp cuối cùng của uh, nexo nữa bác nào lấy thì chốt nốt luôn cho em đi đấy một cặp nexo cuối cùng được chưa nexo ps 12 dòng bãi của pháp các bác nhé uh, cặp này thì em còn một cặp đẹp thôi long lanh xuất sắc thôi còn không còn không còn cặp đẹp hơn đâu đấy đợt này thì những cái cặp uh, nexo này cũng rất là hiếm hàng rất là hiếm hàng thôi cặp nexo ps 12 các bác nhé cực kỳ là nặng luôn con này thì tép và lời của nó thì bay cực kỳ luôn các bác ạ rất là sáng và bay tiếng những cái dòng loa nexo ps 12 hai này Đấy, con này thì điểm nổi bật của nó là tiếng tép của nó rất là sáng và bay tiếng thành ra là khi các bác hát karaoke nghe nhạc dòng này thì rất, rất, là sướng luôn các bác ghép thêm cho em một con trầm nữa Đấy, ghép thêm con trầm nữa bên này em có con trầm của jbl này Đấy, các bác ghép thêm con này cũng rất là hay này hoặc là các bác nào mà thích thì chơi JBL Passion cũng rất là tuyệt vời Đấy, cục súp của JBL này thì hiện tại bên cũng rất là rẻ thôi một triệu chín trăm nghìn đồng một cục đấy các bác nhá dòng súp gầm bát nằm được chưa bác nào thích thì chơi thêm con này một triệu chín nữa thì phối ghép vào nó cũng rất là hay được không và đây các bác những cái cặp loa Nexo đây cặp loa Nexo đẹp, đẹp, vừa đẹp vừa chất lượng âm thanh hay lời ca tiếng hát bay trong trẻo đúng không các bác đấy dòng này thì cũng một bát 30 và một chép kèn dòng này là chép kèn cũng 450 và à, một bát 30 côn 76 từ 170 các bác nhé Đấy, dòng này thì vẫn được rất nhiều anh em yêu thích Bởi vì sao? Bởi vì chất âm của nó rất là sáng, bay ngọt ngào Âm bát cho ra tiếng nó rất là trầm Đúng không ạ? Và nghe rất là phê luôn dòng này thì anh em và các bác chơi rất là nhiều rồi trước em bán cực kỳ nhiều nhưng mà đợt này không về được hàng đợt này thì nói thật sự với các bác là không về được nhiều hàng để có thể phục vụ các bác thành ra là không có nhiều hàng giới thiệu đấy hôm nay thì còn một cặp đây có một cặp đây thì giới thiệu đến các bác luôn bác nào đang muốn chơi những cái dòng nexo bãi của pháp loa của pháp thì phải sớm liên hệ ngay cho em các bác nhé đó và rất nhiều các dòng loa bãi khác em muốn giới thiệu đến các bác nhưng mà ở trong video clip lần này thì nói chung là phạm vi nó cũng chỉ được một phần thôi thành ra là em giới thiệu nhanh cho bác về một vài dòng sản phẩm cơ bản các bác nào đang quan tâm bất kể một mẫu sản phẩm nào bên em những cái dòng loa xịn à uh, boot 3012 hay là những cái dòng sản phẩm loa thanh lý giá rẻ các bác hoàn toàn có thể liên hệ ngay cho em nhá. Nhớ ấn theo dõi kênh của bên em. Ở uh, video clip lần sau thì chắc là bên em cũng sẽ lên một vài clip thanh lý giá rẻ hơn nữa, những cái dòng sản phẩm giá rẻ hơn nữa để các bác có thể là uh, săn được bác nào mà chậm tay trong video clip lần này thì nhớ theo dõi kênh để có thể là săn được trong những clip lần sau các bác nhá. Còn bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video và clip lần sau. Xin chào.